Xin chào mọi người. Mọi người ơi, những cái cây bông gòn ở sau vườn của mình á, bây giờ trái nó đã khô hết rồi, nó già hết rồi. Cho nên mình dự định sẽ hái xuống và làm một cái gói bằng bông gòn. Thì đây là cái vườn của mình ha mọi người. Thì cái những cái cây bông gòn này là lúc trước là mình trồng để làm trụ để trồng tiêu á. Nhưng mà do tiêu chết hết rồi, nó bị bệnh chết hết rồi, cho nên mình với lại giá cả nó cũng thấp á, cho nên mình không có trồng nữa. Mà hiện tại thì nó đang để trống. Thì tiêu thì cũng còn chết, nhưng mà cũng còn một vài gốc, nhưng mà do là thiếu nước á, cho nên mình cũng không có tưới nữa. Đây là cái trái bông gòn á mọi người. Nó rớt xuống mà nó bị nứt ra, nó bị vỡ ra đó, cho nên cái vỏ nó văng mất rồi. Bây giờ là cái ruột trái bông gòn vậy đó, nó rụng đầy vườn luôn, rồi gió thổi là nó bay từ lưa luôn. Những cái bông gòn này nó bay rồi cái nó mang hộp theo á, thì tới lúc mà trời mưa xuống là tự động là nó lên cây luôn mọi người. Đây cái trái bông gòn của mình đây đó, rất là nhiều bông. Một trái vậy là mình bóp lại là một nạm, một nắm bông luôn á mọi người. Rất là thích. Bông gòn rất là trắng luôn. Và mình nhìn bên ngoài á, trong cái khi mà mình quay á, thì nó không thấy rõ, chứ ở ngoài đó cái mọng cọng bông gòn nó bóng lên luôn. Rất là đẹp mọi người. Đó là nhìn cận cảnh ha. Đây mình đã hái được một bịch như vậy rồi đó. Thì mình dự định sẽ làm một cái gói mà mình nhận ruột bằng ruột gòn á. Thì mình trước giờ mình cũng chưa có làm gói này bao giờ hết á. Nhưng mà nghe mọi người nói là rất là êm. Gói rất là êm, mình xài cái gói này rất là an toàn. Nhưng mà cái gói này thì nó có khuyết điểm là mình không phải giặt. Tại vì mình giặt xong rồi á, thì bông gòn nó sẽ vón cục lại, nó sẽ không có còn êm ái như cái gói bình thường của mình. Thì mình dự định là mình sẽ làm, mình sử dụng là trong vòng một năm, qua năm sau nếu mà có bông mới á, thì mình thay, còn nếu mà không có thì mình sẽ bỏ. Tại vì nếu mà bông gòn mình sử dụng lâu á, thì cái bông nó vón lại, mình sử dụng 1 năm 2 năm rồi cái bông nó sẽ vón lại đó, nó không có còn bông xốp như vậy nữa. Thì cũng được, mình sử dụng vài năm rồi mình bỏ, mình làm cái mới hoặc là mình mua cái mới cũng được hết mọi người. Đây bây giờ mình mở cái ruột nó ra ha. Mình lấy bông ra để mình nhận gói đây. Rất là êm luôn. Nhưng mà cái này mà mình mà làm mà có quạt á thì bông nó sẽ bay nhiều lắm, cho nên mình phải mang khẩu trang để làm, chứ không thôi nó bay vô mũi mình á. Rất là thích luôn á, bông gòn mà mình ngồi mình tháo á rất là êm tay, rất là thích. Hôm bữa giờ ở nhà thì mình bán bánh mì, nhưng mà do đang trong cái thời gian cách ly xã hội cho nên những cái quán khác như là phở hay hủ tiếu người ta nghỉ bán, thì tiệm bánh mì của mình vô tình nó lại đông, tại vì người ta nghỉ bán hết rồi cho nên mọi người đều ập vào cái tiệm bánh mì mua. Trời ơi, ngày nào cũng vậy hết á, đông mà khách đến mà khách chờ, khách mua, khách đứng, khách chờ á. Rồi mình thì cái tiệm của mình thì lại gần cái ủy ban xã, cho nên được mấy đồng chí đến nhắc nhở là thôi tạm nghỉ đi. Tạm nghỉ một thời gian 14 ngày đi rồi bán lại. Chứ trong cái thời gian này mà khách hàng tụ tập đông người như vậy thì nguy hiểm.
thì mình thấy cũng có lý, thôi mấy ảnh biểu nghỉ thì mình nghỉ, bây giờ mình chỉ bán mì không buổi sáng thôi, chứ mình nghỉ không có làm mì thịt bán nữa, cho nên tương đối rảnh. Thì bây giờ mình mới đi dạo dạo cái sau vườn nhà mình á, thì mình thấy bông gòn nhiều quá, nhưng mà bông gòn nhiều quá mà nó khô á, bây giờ nếu mà mình không hái á, là nó rớt xuống là nó hư, tại vì cái bông này thấm nước mưa là nó hư à, chứ 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 không có xài được. Thì thôi mình rảnh mình ra mình hái, mình vô mình làm gói thử xem như thế nào, thử xem nó có tốt hơn, có mềm hơn so với cái gói bông của mình đang xài không. Mình đang xài là cái gói hơi á, cái hơi á thì nó cũng tốt, nhưng mà để mình coi thử cái gói này, tại vì nghe nhiều người người lớn người ta nói là gói này sử dụng rất là mềm êm và rất là thích, thì thôi mình làm một cái nha mọi người ha. Mình tháo ra rồi, bây giờ mình nhét vô cái bao gói á. Đây là thành quả của mình. À, gói rất là êm mọi người ơi. Rất là thích luôn á. Nó mềm hơn cái gói hơi của mình. Nó êm hơn cái gói hơi. Cái gói hơi á thì nó phồng lên, nhưng mà nó không không có êm bằng cái gói này. Gói này thì rất là êm, rò vô rất là êm tai. Nằm chắc là sướng lắm. Thì mình mang bao gói vào rồi thì nhìn em ấy nó cũng xinh đó ha mọi người ha. Thôi bây giờ video mình kết thúc nha. Xin chào mọi người. Nếu nhà mọi người có bông gòn á, thì mọi người thử làm một cái để xem cảm giác mình nằm nó có sướng hơn so với gói hơi không ha. Rồi bye bye. Xin chào mọi người nha.